Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 51, vì nàng lưu lại. Thất thân làm thiếp. Lúc này, tên nô tài bị mộ dung kiềm sai đi thỉnh thần y mới vội vã chạy đi vào bẩm báo, trang chủ, Lục thần y đi hái thuốc trên núi, nghe nói nhanh nhất cũng phải mấy ngày nữa mới về. Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Mộ Dung Kiềm thở dài nói, nhìn quanh tà hiểu rồi sau đó lại nói, nhanh vào thành thỉnh đại phu. Không cần, đang lúc này, Phượng Cô lạnh lùng lên tiếng. Tất cả mọi người giận dữ nhìn hắn, hắn không muốn để vãn thanh được trị liệu. Chu Nguyệt Nhi mở miệng, Phượng Cô, có chuyện gì thì trước hết tìm đại phu trị thương cho nàng đã, bị gãy tay không phải là đơn giản đâu. Vãn thanh mắt lạnh nhìn, một mực không mở miệng nói chuyện, không muốn nói chuyện cũng là bởi vì đau đến mức không nói nên lời. Chỉ sợ mở miệng ra sẽ phát lên tiếng rên gì. Tà Phong thật sự không nhịn nổi nữa, hắn một mực để ý vãn thanh nãy giờ. Hắn biết, nàng sắp không chịu đựng được nữa, hơn thế thương thể kia nếu không kịp chữa trị e rằng việc trị liệu sẽ càng thêm gian nan. Nhưng vãn thanh không có hỏi đến hắn, nhượng hắn chỉ có thể ở một bên mà nóng ruột, không thể giúp nàng. Sau cùng không thể nhịn thêm được nữa liền nói, ngươi thật tàn nhẫn. Phượng cô nghe được Tà Phong nói, Phượng Nhãn lạnh lùng, cao ngạo nói, ta tàn nhẫn hay không không đến phiên ngươi phải nói. Ta là chồng nàng, ngươi là cái gì của nàng, ngươi cái gì cũng không phải. Phượng cô vừa mới nhìn liền hiểu ra, tiểu tử này đối với Thượng Quan Vãn Thanh ắt hẳn có nội tình, nãy giờ không có rời mắt khỏi Vãn Thanh. Chỉ tiếc hắn có thích đến bao nhiêu đi nữa thì thượng quan vãn thanh cũng chỉ có thể là người của phượng cô này. Ngươi, tà phong giết lên, nếu không có vãn thanh một bên nhất mực can ngăn hắn, hắn nhất định sẽ cùng phượng cô đánh tới 300 hiệp. Mộ dung kiềm cảm nhận được tà khí vây quanh vì vậy kéo tay tà phong lại, phong đệ, không nên hành động theo cảm tính, điều cốt yếu giờ là để phượng thiếu phu nhân trị thương. Thượng quan vãn thanh nhìn cục diện hỗn loạn, hốt nhiên đứng lên, không muốn nhìn nữa, vẻ mặt cô ai những người này, không dối trá thì tàn khốc, nàng đột nhiên có cảm giác không thờ nổi. Tay trái đỡ lấy tay phải bị thương một mình nàng hướng đi ra bên ngoài. Tay bị thương kia của nàng nếu không chữa trị kịp thời, để lâu sợ rằng nàng sẽ phải phế đi một cánh tay. Mà nàng, không thể trông cậy vào ai có thể hỗ trợ, mặc dù tà phong có hảo ý, nhưng hắn càng có hảo ý nàng lại không thể kéo hắn vào sâu chuyện phức tạp này được. Nàng đã một thân lầy lội, không thể để cho người đối tốt với nàng cùng lời lội vì nàng. Tay chỉ bị gãy thôi, cũng không phải bệnh gì nặng cho lắm, chỉ cần tìm được y quán là có thể chữa trị được. Mà nàng biết, dưới chân mộ dung sơn trang nhất định là chiến thành, chiến thành là giang hồ chi địa, nơi này chắc chắn là nhiều người bị thương, há không tìm được đại phu sao. Người đi đâu, tà phong vội vàng hỏi han, hắn không muốn vãn thanh đi đâu. Vãn thanh quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào cánh tay bị gãy thanh âm suy yếu nói, tay bị thương không cử động được, ta muốn đi tìm đại phu. Ai chuẩn ngươi đi, tà phong chưa trả lời, phượng cô đã quát lớn, nàng dám bỏ qua lời hắn, thật to gan. Bị thương thì phải trị liệu, ta thấy ra bận công việc, không còn cách nào khác là tự mình giải quyết. Nàng chậm rãi nói, trong giọng nói hoàn toàn bình tĩnh không tìm ra một tia hỗn loạn. Nói xong ngẩng lên, nếu ra hỏi vậy, vậy thiếp thân hỏi ra, thiếp có thể đi không? Người dám dùng thái độ này nói với ta sao? Phượng cô giận dữ quát lớn, ánh mắt hung hãn nhìn chăm chú Vãn Thanh. Vãn Thanh giờ phút này không thèm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta có lễ có tiết, chẳng lẽ ra vẫn cảm giác không vừa lòng sao? Đúng vậy, lời nàng dịu dàng nhu thuận, chính là, Phượng cô nghe thế nào cũng không có thoải mái. Nói như vậy vẫn không hề lộ ra sự hỗn loạn, ngữ khí nàng đầy oán nộ. Hắn lãnh phung nói, người trái lại học được nhu thuận a à? dưới sự uy nghiêm của gia làm sao thiếp thân không học được sự nhu thuận mặc dù trong mắt gia mạng của thiếp thân chẳng qua chỉ là thứ vớ vẩn nguyên văn là tiện mệnh nhưng trong mắt thiếp thân mạng của thiếp thân là thứ quý giá nhất trên đời thiếp thân phải nghĩ nếu bởi vậy mà mất mạng thật là không đáng lời của nàng mềm nhẹ mà bình tĩnh một lời tựa như viên đá liệm xuống mặt hồ đang phẳng lặng bắn đại bác thì có thậm chí cả thói cứng đầu học cũng nhanh Phượng cô nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả đều là công lao của gia. Nàng đáp, trong mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt. Phượng thiếu phu nhân, lúc này trời đã tối, chiến sự dưới chân thành hỗn tạp. Nếu người đi xuống núi giờ chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm cho một thân nữ nhi. Hơn nữa người bị thương cần phải nghỉ ngơi nhiều, đợi chút, hạ nhân đã đi thỉnh đại phu. Chu Nguyệt Nhi ôn nhu nói. Tà Phong nghe xong Chu Nguyệt Nhi nói cũng thể hiện ý định muốn giữ người lại của mình. Thanh âm trong trèo lạnh lùng đầy kiên quyết của vãn thanh vang lên, không cần. Nàng giờ phút này, một khắc cũng không muốn sống ở cái chỗ này nữa. Phượng cô, Trung Nguyệt Nhi nhìn phía phượng cô, lấy ánh mắt giữ hắn. Phượng cô trong lòng cũng đang nhiều mùn ngang, dung nhan biến sắc. Lúc này trước mắt hắn mọi sự hỗn loạn, hắn đành thắn giang nói, hảo, ở lại đây hai ngày. Để cho vết thương ngươi đỡ rồi mới đi. Vãn thanh nghi hoặc nhìn phượng cô không nghĩ tới hắn chỉ vì một câu nói của Trung Nguyệt Nhi quyết định lưu lại thật. Nàng không thể không thán, tình cảm, như là độc dược vậy. Định mở miệng nói vài lời nhưng cũng không nghĩ được phải nói gì, nàng biết, tranh cãi nữa cũng vô ích, chuyện nàng bị tà phong dễ dàng bắt đi cũng đều bởi là do hắn muốn thấy Nguyệt Nhi mà làm. chương 52, tà phong giả dạ phóng một Thất thân làm thiếp, nửa đêm, tay đột nhiên đau dữ dội khiến nàng không ngủ được, thầm thở dài, xem ra lúc này chỉ có thể nhìn ngắm bên ngoài mà thôi tối hôm qua lúc giữ bọn họ lại mộ dung kiềm vì nàng thỉnh đại phu cánh tay bị thương đã được đắp sược rồi băng bó nẹp lại để cố định có lẽ bởi khí nổ quá sâu nên lúc đó không cảm giác đau cho lắm chính là nửa đêm khi ngủ hốt nhiên cánh tay đau đớn như bị lửa đốt len lỏi lên toàn thân khiến cho nàng không thể nào an giấc ngoài cửa sổ trời đầy sao màn đêm vô cùng tuyệt mỹ Mùi thơm của hoa đêm từng đợt tràn ngập mũi người ta. Đáng tiếc cảnh đẹp như thế nhưng lại khiến nàng càng cô đơn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ chuyện Kiều Nguyễn Du. Lại thầm thở dài một hơi. Hốt nhiên, cửa sổ mở tung rồi đột nhiên từ trên ló ra một thân người, mang theo gương mặt tươi cười, như thế nào nửa đêm không ngủ lại ngồi thở dài thế? Chẳng phải nữ tử thở dài một cái sẽ tăng thêm một nếp nhăn sao? Khóe miệng Vãn Thanh khẽ cong lên. Nàng cười nhạt ngươi tại sao nửa đêm không ngủ lại tới đây nói xong trên mặt giả vờ bừng tỉnh thêm lời a à, đúng rồi quên mất là đại hiệp thần thông tà phong sao đêm hôm lén lút là sở trường của ngươi gia đình nào lại không may mắn gặp phải ngươi đây nói xong nàng nhoèn miệng cười sảng khoái tà phong đảo người một cái chạy vào trong phòng vãn thanh thả người xuống không một tiếng động nói hôm nay chính người không may mục đích trộm của ta là người sao vãn thanh cười một tiếng vui vẻ không ngừng khiến đại hiệp tà phong thất vọng rồi đồ trong phòng này đều không phải của ta tất cả là của mộ dung minh chủ ta chỉ có một thân người cô đơn thân không có đồ gì quý giá không có gì cho đại hiệp trộm rồi ai nói không có gì trộm được tà phong trong mắt hiện lên rào hoạt sau đó cố tình thần bí nói muốn trộm đồ ta sớm trộm được rồi chỉ là ngươi không phát giác ra thôi trộm được vãn thanh một hồi kinh ngạc tà hữu nhìn hắn từ lúc hắn đi vào nàng một mực tỉnh táo hắn không có đi lại có thể trộm được gì đây nghĩ tới nghĩ lui khẳng định hắn thật ngốc vì vậy cười một tiếng định gạt ta sao tà phong cũng cười lớn một tiếng ai nói ta gạt người còn không phải tên lường gạt a à? người vừa mới đi vào người làm gì ta cũng đều coi người cứ nói suông người trộm được cái gì nàng cười nhạt chăm chú theo dõi hắn Hắn nhăn nhó rồi sau đó lại cười thần bí, ta muốn trộm đồ ở trên người của ngươi. Ta chỉ bị thương ở tay thôi, không có bị thương ở mắt nha, ngươi vừa đến không bước đến gần ta nửa bước, như thế nào trộm được đồ trên người ta, ngươi là thần tiên a?" À. Vãn Thanh cười trêu chọc hắn. "Ha ha, ta không phải thần thánh, nhưng sự thật là ta trộm được mà, đồ mà ta muốn trộm chính là nụ cười của ngươi." Tà Phong ha ha hai tiếng, lúc này mới giải thích. "Linh tinh" vừa nghe hắn giải thích vãn thanh không khỏi trợn mắt nhìn hắn ta nói là sự thật đa tà phong vừa nói vừa ngồi xuống ghế trên mặt thần sắc vừa vui cười có chút biến đổi bộ dạng này của hắn không quen cho lắm thanh âm buồn bã của hắn truyền đến ta biết vết thương chiều nay sẽ rất đau biết ngươi nhất định không ngủ được nên cố ý đến đây nếu ngươi không ngủ được sẽ cùng tâm sự với ngươi để giải sầu như vậy có lẽ giảm đi đau đớn phần nào nghe một phan như thế trong tâm vãn thanh hết sức cảm động cười một tiếng cảm ơn cảm ơn cái gì việc này kỳ thật ta cũng có trách nhiệm lớn nếu như không phải ta nắm tay ngươi cũng sẽ không gây ra tình cảnh này tay ngươi cũng sẽ không bị phượng cô bẻ gãy hắn ấy nấy nói vãn thanh nhìn về mặt ấy nấy của hắn lặng lặng nói việc này không có ai can hệ hết mặc dù nguyên do là ta bị bắt đến đây nên mới xảy ra chuyện này nhưng chính là do phượng cô tàn bạo mọi người ở đây đều biết không có lần này át hẳn sẽ có lần sau. Huống hồ tất cả đều do một mình hắn gây nên, chẳng thể trách kẻ nào được. Ngươi không cần ấy náy. Xảy ra chuyện này nàng lại càng lạnh lùng, một điểm khó chịu cũng không có một số kẻ, có thể nhận ra bản chất của kẻ đó, sớm chừng nào tốt chừng ấy. Cũng phải cảm tạ hắn tàn bạo, nếu hắn không tàn bạo thì sao trong thời gian ngắn mùi thế nàng có thể nhận rõ được tình thế, nhận rõ được bộ mặt từng người. Hắn không phải phu quân nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không phải. Trong lòng nàng đã sớm ra tối hậu cho chính bản thân, chút ẩn nhẫn cũng đã hoàn toàn biến mất. Hôm nay nếu không có người ngăn ta, ta nhất định sẽ giáo huấn tử tế cái tên vương bát đàn kia một phen. Tà Phong vẻ mặt tức giận nói, hôm nay nếu không có vãn thanh ngăn cản hắn thật sự sẽ giáo huấn cho cái tên phượng cô chết tiệt kia một bài học. Ta không muốn người phải nhúng tay vào, chuyện này vốn đã phức tạp, nếu ngươi vì ta ra mặt chỉ sợ càng loạn, Hắn có khi lại càng lấy thêm lý do gây phức tạp cho ta." Nàng Ôn Nhu nói, "Cái tên Vương Bát Đản, ta Tà Phong chưa từng gặp qua một tên nam nhân nào như thế, dám khi dễ nữ tử." Hắn quả thực không bằng cầm thú, chết nhất định phải xuống 18 tầng địa ngục." Tà Phong hung hăng mắng, càng mắng càng tức giận. Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn, thập phần cảm động, rồi lại không muốn hắn phải chịu liên lụy khẽ cười nói, "Tốt lắm. Đừng mắng nữa." Phượng cô không nghe được ngươi mắng mà toàn bộ gian phòng này đang phải hứng chịu đó, đến lúc đó chỉ khổ ta là người đang bị thương thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 53, Tà Phong Giả Phóng 2. Thất thân làm thiếp, tác giả, nguyệt sinh, cuốn phản kháng. Tà Phong cũng hiểu được bản thân quá kích động, nhưng vừa nghĩ tới cái tên Phượng cô đối đãi với vãn thanh như thế hắn không có nhịn được. Hít một hơi sâu, Hồi lâu lửa giận trong hắn mới từ từ dịu xuống. "Vãn Thanh, ngươi rời hắn đi. Hắn là một kẻ tàn nhẫn vô tình, ngươi là một nữ tử nhu nhược đi bên hắn, ta không yên lòng." Tà Phong vẻ mặt đau lòng nói. "Vấn đề này, ta sẽ nghĩ lại." Vãn Thanh gật đầu đáp, nàng sẽ suy nghĩ chuyện rời đi này, chỉ là rời đi như thế nào mới có thể tránh sự truy đuổi của hắn, muốn cho vẹn toàn cho cả mẫu thân ở nhà. Mấy vấn đề này, nàng đều phải chuẩn bị thật tốt bởi vì con người phượng cô ngay cả khi hắn không thích nàng cũng sẽ không cho nàng chạy trốn bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói khiến hắn mất mặt vô cùng còn nghĩ ngợi gì nữa nhớ nhung gì chứ nam nhân như vậy ngươi còn lưu luyến hắn sao tà phong cho là vãn thanh trong lòng còn do dự nên sinh nghi nói thế ta không phải lưu luyến hắn chỉ bất quá rời khỏi hắn ta còn nhiều chuyện phải chuẩn bị hắn địa vị cao quyền lực lớn ta phải đề phong hắn chóc nã về nàng còn chưa nói xong tà phong liền cướp lời nguyên lai like ngươi vì điều này mà lo lắng a ngươi không cần phải lo lắng chỉ cần ngươi rời khỏi hắn ta sẽ vì người mà an bài tốt đường chạy hắn tuyệt đối không tìm được ngươi người này tính hết rồi sao vãn thanh trợn mặt liếc hắn ta còn chưa nói hết a sao ngươi cứ nói tà phong hiểu được bản thân có điểm vội vàng vì vậy ý tứ nói ta không phải chỉ có một thân một mình ta còn cha mẹ nếu như chọc giận Phượng Cô, khó bảo toàn rằng hắn sẽ không hạ thủ, cho nên, ta muốn chính là Phượng Cô không đến tìm ta nữa, như vậy mới là phương pháp tốt nhất. Vãn thanh trầm tư nói, trên tay khẽ giật nhẹ, cơn đau tràn đến. Thân thể bị kéo theo cơn đau, cả người khẽ di động. Tà Phong mặc dù vui đùa ở Mỹ nhưng cũng quan sát nàng kỹ lượng, thấy mặt nàng biến sắc biết là tay đau nên nhíu mày hỏi, rất đau sao. Ưm, vãn thanh không giấu giếm có muốn ăn cái gì không? Thông thường ăn đồ ngon vào sẽ đỡ đau một chút." Hắn đề nghị, chủ yếu muốn phân tán tư tưởng này, không nghĩ tới vết thương nữa. "Ăn cái gì?" Vãn Thanh nghe xong lắc đầu, nàng không phải người hay ăn, thường ngày ăn rất ít, cũng ít đồ ăn mà nàng thích. Hơn nữa nửa đêm phải nhớ món mình thích, cũng không rõ là thích gì. "Không thích ăn gì sao?" Tà Phong kinh ngạc hỏi, hắn rất hay ăn, luôn đi tìm đồ ăn ngon trong lòng hắn quan niệm rằng ăn uống là một chuyện rất quan trọng bỗng nhiên có một người lại không nghĩ ra cái mình thích ăn là gì sao không có vãn thanh thành thật nói tà phong thở dài nói khó trách ngươi nhìn gầy yếu như thế đồ ăn thích nhất mà cũng không có a à. nói xong tựa hồ nghĩ đến điều gì liền vỗ gáy nói ai nha ta nghĩ nên tìm đồ ngọt ngươi sẽ thích chờ chút ta đi chuẩn bị vừa nói xong không để vãn thanh đáp lại nhanh như chớp biến mất còn lại vãn thanh đang vô cùng kinh ngạc, trong lòng thoáng cảm động, nàng khẽ mỉm cười. Nửa canh giờ sau, Tuấn Nhan vui cười của hắn lại xuất hiện trước mặt nàng. Trong tay hắn dè dặt cầm một chén nhỏ, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Vãn thanh rất tò mò, rút cục là cái gì chứ? Hắn ca ngợi như thế, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chiếc chén trắng như tuyết, trong chén một mảnh đỏ tươi lóng lánh mê hoặc đầu lưỡi người. Không thể đoán được ra món gì, trước đến giờ nàng chưa có gặp qua món ăn như thế này. Tả Phong cố tình thần bí đưa chén trước mặt nàng, đẹp mắt sao? Vãn Thanh gật đầu, đẹp mắt. Tả Phong đắc y nói, cái này không chỉ đẹp mắt mà ăn còn rất ngon nữa kia. Vừa nói vừa cầm thìa hướng ra phía nàng. Vãn Thanh hơi đỏ mặt, tay trái giơ ra, để tự ta làm tốt hơn. Nói như thế nào thì nàng cũng là một nữ tử, để một nam nhân đút ăn, không hay cho lắm sao tà phong cũng không nói gì đưa thìa cho nàng vãn thanh trên mặt lộ vẻ vui cười là quả sơn cha ướp đường phải không ngọt ngon miệng lắm nàng không nghĩ tới quả sơn cha có thể làm được như vậy chẳng những rất ngon mà màu sắc lại còn diễm lệ làm cho người ta thích thú đúng vậy cái này là quả sơn cha cách làm đơn giản dùng sơn cha chế với mật hoa mà thành mùi vị ngon miệng có thể nâng cao tinh thần dùng để khai vị không tệ chứ Tà Phong tranh công nói. Nàng lại ăn thêm một miếng, bộ dạng thích thú, vẻ mặt ngây thơ liên tục gật đầu, mặc dù cách làm đơn giản nhưng món ăn này thật sự ngon miệng, mùi vị hào hạng, màu sắc cũng rất đẹp, có thể gọi là món ngon nhất ha. Ngon là tốt rồi, tự ta xuống bếp làm đó, Tà Phong đắc ý nói. Đại hiệp Tà Phong của chúng ta không chỉ giỏi trộm đồ mà còn tài nấu nướng cũng tốt nữa. Nàng thích thú nói. Đó là, nói được nửa, mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, thanh âm thấp xuống, có người đến, ta đi trước. Vừa nói vừa đưa bát cho nàng, sau đó vù một cái cả người đã biến mất sau cửa sổ. Trường 54, Chu Nguyệt Nhi hội võ công. Thất thân làm thiếp, rõ ràng vừa thấy hắn đi được một quãng xa, đột nhiên Tuấn Nhan kia lại xuất hiện ngoài cửa sổ. Vãn thanh quính lên, cố gắng nháy mắt cho hắn bởi vì nàng nghe từ ngoài cửa truyền thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn. Tà Phong cười một tiếng, duỗi tay ra làm một động tác, vãn thanh vừa nhìn vừa lãnh ngộ, tài nhớ ra hắn vừa đưa bát cho nàng, nàng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Nếu có người đi vào, nhìn thấy bát trên tay nàng sẽ có chuyện không rõ ràng đây. Vì vậy nàng cảm kích cười một tiếng, gật đầu. Lúc này hắn mới biến mất hẳn trong bóng đêm. Ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa mềm mại thông thả, có thanh âm vang lên, nhị phu nhân, người đã ngủ chưa? Là tiếng hồng thư, vãn thanh vừa nghe vội vàng giấu ngay bắt xuống dưới bàn thanh thanh nói ta chưa hồng thư phải không dạ hồng thư đáp vào đi vãn thanh nói hồng thư đẩy cửa vào trên tay cầm một chén sóng sánh nước dù cách xa cũng người thấy mùi thịt rất thơm vãn thanh không khỏi cười thầm tối nay làm sao vậy người nào đến cũng mang đồ ăn tới nhưng dù sao thì cũng thật sự cảm động hồng thư không biết tâm tư vãn thanh đóng cửa xong liền nói Nhị phu nhân, nô tỳ biết vết thương của người buổi tối nhất định sẽ đau thêm, cô ý đi làm một chén thuốc trị đau, cho thêm cả thuốc an thần, ăn xong sẽ ngủ tốt thôi. Vừa nói vừa đi tới đầu giường vãn thanh ngồi. Vãn thanh nhẹ nhàng uống một chút, có chút nồng, không biết là nhiệt bốc, chỉ cảm giác thấy hốc mắt đau nhức, có nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, rơi xuống từng giọt. Hồng thư nhìn, trong lòng cũng khó chịu, chuyện hôm nay, nàng chỉ biết đứng một bên nhìn, không thể nhúng tay vào, không dám trái mệnh lệnh nếu như nàng nhúng tay với tính cách của gia chỉ sợ lại càng thêm tàn nhẫn nhị phu nhân hồng thư hứa với song nhi chăm sóc người nhưng không làm tròn lời hứa để người bị trọng thương nàng ấy náy nói vãn thanh lắc đầu không cần nói như vậy những việc này ngươi cũng không thể ngăn lại được ta biết ngươi không cố tình mà nhị phu nhân hồng thư một hành động ngăn lại cũng không có chỉ ở một bên lạnh nhạt thờ ơ nhìn người không trách hồng thư sao nàng hỏi trong lòng sợ nhất định vãn thanh không tha thứ nếu như biết rõ vô phương ngăn lại mà vẫn cố ra mặt sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng hỏng bét thôi vãn thanh nói nho vừa nói một cái cả hai cùng hiểu được nhị phu nhân hồng thư có chút kích động đối với sự rộng lượng của vãn thanh lại cảm thấy thập phần uất ức cho nàng tốt lắm đừng thế nhìn tay ta bị thương thế này sau này còn cần ngươi chiếu cố nhiều vãn thanh nói trong lòng hồng thư vừa thu lại tâm tình bộc phát trịnh trọng nói hồng thư cam đoan sẽ không nhượng ai ngoài ra xúc phạm tới nhị phu nhân ân vãn thanh cười một tiếng chậm rãi uống bát thuốc sau đó đưa bát không cho hồng thư nàng thấy hồng thư có điều gì muốn nói lại thôi tựa hồ có gì đó không bình thường vãn thanh hỏi làm sao vậy còn có việc sao nhị phu nhân lúc người chỉ có một mình không nên ở cùng một chỗ với chu nguyệt nhi Hồng Thư đột nhiên nói. Lời này, Vãn Thanh nghe có điểm khó hiểu, vì vậy nàng thắc mắc làm sao vậy? Nô tỳ hôm nay cố ý quan sát nàng ta, phát hiện nàng ta cũng có luyện võ, hơn nữa xem ra võ công không hề kém. Hồng Thư dùng mình nói, không biết vì sao nàng đối với Chu Nguyệt Nhi kia không hề có hào cảm, không biết nói thế nào, cho dù Nguyệt Nhi kia nhỏ bé, yếu ớt, đẹp tựa hoa, ngôn ngữ cũng phải loại người cực xấu nhưng nàng nhất định không có chút cảm tình gì. Luyện võ công, vãn thanh có điểm kinh ngạc, nữ tử mảnh mai kia lại luyện võ công sao, hơn nữa võ công lại không hề kém. Của nhiên là nhân bất khả tướng mạo, người không thể nhìn qua tướng mạo, nhìn nàng ta thức thao huyền truyền mềm mại, cử chỉ ôn nhu, như thế nào cũng không tưởng tượng ra được nàng là người luyện võ. Nhưng cũng khó nói, nếu có khả năng thế, có thể cùng sánh đôi với một trong hai người mộ dung kiềm hay phượng cô, người bình thường thì sao có thể chứ? Nàng đích thực có võ công, Hồng Thư cho là vãn thanh không tin liền nói tiếp, nói ra thì không đủ bằng chứng chứng minh vì nàng ta không có thể hiện ra, rất khó nói, bất qua ta vừa cố ý đi hỏi dò hoàng ký, nàng rất thông thạo tin tức giang hồ, ta vừa nói. Nàng liền cười lạnh một câu, không chỉ biết, thật sự lợi hại. Không nghĩ tới là một nữ tử như thế lại là người học võ. Vãn thanh đột nhiên cảm giác được, ở chỗ này, đúng là có nhiều người giỏi giang quá. Không phải vì Nguyệt Nhi có võ công mà nàng sợ hãi, dù sao người có võ công cao cường thế nào thì chỗ nào cũng có, khó lòng phòng bị, chủ yếu là nàng có võ công mà còn có thể có một vẻ nhu mì như thế sao, đây mới là điều làm người ta sợ hãi nhất. Đâm sau lưng khó phòng, xem ra, Chu Nguyệt Nhi đối với nàng chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách. Hôm nay nàng vụ oan giá họa nàng, nàng đã nhìn rõ. Nhịn không được ngáp một cái, Bất nhiên cảm giác thập phần mệt mỏi. Xem ra dược mà Hồng Thư mang tới có hiệu quả, tay nàng cũng bất đau đi không ít. Ta muốn ngủ, người cũng đi ngủ sớm đi. Nàng hướng về Hồng Thư nói, mí mắt cũng đã díp lại, nói xong nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hồng Thư vẫn một mực canh giữ ở đầu giường nàng, không rời đi nửa bước. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 55, Trung Nguyệt Nhi khiêu khích. Thất thân làm thiếp, sáng sớm vãn thanh đã bị hồi tiếng đàn đánh thức, nhân tài đánh đàn đột phá, chỉ bất qua thiếu một ít tình cảm, lại làm cho người nghe cảm giác linh hoạt kỳ ảo quá nhiều, dù sao thì cũng dễ nghe. Hồng Thư ngủ gục bên đầu giường, nàng cử động khiến Hồng Thư cũng tỉnh. Vãn thanh trách nàng, như thế nào lại không trở về phòng ngủ vậy? Dược uống xong khiến người ta thập phần hôn mê, nô tỳ canh giữ nơi này mới yên tâm được. Hồng Thư vuốt vuốt mắt trả lời. Vãn thanh cười một tiếng, trong lòng hết sức cảm rộng. Chỉnh chu xong, nàng đi tìm nơi phát ra tiếng đàn kia. Đi ra Tây Sương, hướng về hoa viên, băng qua ngàn hoa, lại tới một cây cầu nhỏ liền thấy trước mặt một tòa tiểu đình. Tiếng đàn từ bên trong truyền ra, người đánh đàn đúng là Chu Nguyệt Nhi, không nghĩ tới nàng chẳng những xinh đẹp, có võ công mà đàn cũng tốt như vậy. Nàng ta một thân xiêm y tím, phía dưới váy tầng tầng lớp lớp, trên đầu cài một nhành châm, miệng cười ôn nhu mật ngọt, Khúc mà nàng ta đang đàn là một khúc túy hoa âm, nụ cười trên mặt kia không khiến Vãn Thanh cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Đi đến gần mới thấy người đứng một bên nghe khúc đàn là Phượng cô, hắn đứng tựa vào một cột trụ trong tiểu đình, vừa rồi nàng đi khá xa nên không hề chú ý thấy. Bước tới gần nhìn thấy thế, Vãn Thanh khẽ xoay người rời đi. Ngay lập tức tiếng đàn kia dừng lại, Chu Nguyệt Nhi mở lời giọng ôn nhu như mật, "Phượng thiếu phu nhân, đi vào ngồi một chút a." sáng nay phong cảnh thật là đẹp, không khí thanh tân, trăm hoa khoe hương sắc. Tục ngữ nói đưa tay không thác khuôn mặt tươi cười nhân, cứ là cực không thích ý là, tục ngữ nói không thắt người đang tươi cười không được đối xử thô lỗ với người đang tươi cười với mình, nhưng không thích vẫn là không thích. Nàng đành cười nhạt lên tiếng, không dám làm phiền, ta nghĩ nên đi tản bộ một chút. Phượng Thiếu Phu Nhân chê Nguyệt Nhi đánh đàn không tốt hay sao? Nguyệt Nhi nghe nói Phượng Thiếu Phu Nhân được nhận danh hiệu tài nữ, cầm kỳ thi họa, không có gì là không thông tin. Chắc tiếng đàn Nguyệt Nhi khó nghe lắm phải không? Chu Nguyệt Nhi ủy khuất nói, thanh âm vẻ khổ sở. Mộ dung phu nhân nói quá lời, tiếng đàn của mộ dung phu nhân tuyệt diệu, vãn thanh cảm thấy không bằng. Vãn thanh vì nghe thấy có người đàn mà nhất định chạy tới đây. Nàng nhẹ cười nói, bản thân khẽ cắn chặt răng, không hiểu Chu Nguyệt Nhi này muốn làm trò gì đây, nàng đã muốn tránh né, nàng ta còn cố ý chọn tam chỉ tứ. Tiếng đàn của Nguyệt Nhi không người nào trên thế gian này sánh bằng, tiếng đàn của nàng sao có thể đánh đồng cùng Nguyệt Nhi được. Phượng cô lạnh lùng nói, mắt Phượng liếc qua vãn thanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét vứt bỏ. Nói bậy, ta mặc dù trước kia không biết mặt Phượng thiếu phu nhân nhưng cũng đã nghe nhiều truyền kỳ về nàng, tiếng đàn của nàng, nghe nói linh khí mười phân, tiếng đàn của nàng có thể làm cho người khác cùng nàng phiêu động. Chu Nguyệt Nhi nghe xong vừa thẹn thùng nói, khóe miệng vãn thanh cười lạnh trước mặt phượng cô biểu hiện của nàng ta đúng là hồn nhiên chẳng lẽ phượng cô vì luyến nàng mà đến tận đây tiếng đàn của nàng ta về cơ bản không có điểm nào sánh được bằng nàng phượng cô lại tăng thêm một câu ta không tin chu nguyệt nhi mỉm cười duyên dáng một tiếng lại nói nếu có thể nghe được tiếng đàn của phượng thiếu phu nhân thì thật tốt ai chỉ tiếc là chu nguyệt nhi nói xong cô ý đưa mắt nhìn thương cảm về cánh tay bị thương của vãn thanh Vãn thanh trong tâm cười nhạt một tiếng, mặt ngoài khéo ôn nhu giả dối đáp, ra kết quả không sai, tiếng đàn của vãn thanh quả thật không thể nào sánh được cùng tiếng đàn của mộ dung phu nhân, vãn thanh tự nhận tài đánh đàn không có thuần thục như của mộ dung phu nhân. Lời nói không có chút xúc cảm, như lời của người bình thường dối trá. Đương nhiên, nàng sẽ không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ánh mắt của Chu Nguyệt Nhi. Đều do phượng cô, như thế nào lại tàn nhẫn vậy chứ, để tay người ta thành bộ dạng thế kia. Nếu không thì ta đã có thể nghe được tiếng đàn của thiếu phu nhân rồi. Nàng không ngờ rằng, chỉ có việc này, mà Chu Nguyệt Nhi lại có nhã hứng nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến thế. Là khoe khoang sao? Phải dẫm lên vết thương của người khác mới cảm giác vừa lòng sao? Vãn thanh trong lòng nhất thời phát hỏa, sắc mặt trở nên khó coi. Hồng Thư ở một bên trong lòng cũng nổi giận, chỉ hận là thân nô tỳ lại có ra ở đây, chỉ có thể ở một bên đứng nhìn, không dám có hành vi gì. bất quá trong đầu vãn thanh lé lên một ý, đột nhiên nhớ rằng trong một quyển giả sử chung đã từng ghi lại chuyện một tay đánh đàn, nàng đúng lúc ấy cầm đọc được, sau đó liền tấu lên. may mắn là giờ vẫn còn nhớ. người phủ nhạc thật lợi hại, thủ khúc uyên truyền rồi lại bằng phẳng, biến hóa, thay đổi liên hồi nhưng không có mạnh mẽ mà lại đơn giản, trong suốt thấm vào lòng người, chỉ dùng có đúng một tay tấu tuy đã nhìn qua mấy năm nhưng việc nhớ không có gặp phiền phức, trùng hợp thay nàng lại đã từng tấu cho nên còn nhớ một ít, vì vậy hồi tưởng một phen, cố gắng với trí nhớ của mình. Khuôn mặt thanh tú hướng về phía Trung Nguyệt Nhi lộ ra một nụ cười ấm áp tự tin, kỳ thật ra cũng thật là không có lý, tiếp sao có thể đàm luận với mộ dung phu nhân. Nhưng nếu mộ dung phu nhân thật sự muốn nghe tiếng đàn của vãn thanh, vãn thanh có thể vì ngươi một tay đàn được. Một tay đánh đàn, Chu Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc, khi nào lại có chuyện người có thể chỉ dùng một tay đánh đàn chứ? Phượng cô nghe vãn thanh nói cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. chương 56, nhất kỹ kinh người. Thất thân làm thiếp, vãn thanh cũng không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của bọn họ nữa. Nàng thong dong bước tới cầm, chậm rãi ngồi xuống, tay trái thử tiếng đàn, lục âm bắn ra thật trong. Trước sự nghi hoặc của bọn họ, tay trái nàng chậm rãi đàn, nghe như có nước chảy qua, lộ sự yên lặng của thâm cốc, rồi lại nghe như có tiếng nước suối chảy ra âm thanh thanh thúy nàng khẽ nhắm mắt lại ảo tưởng thấy cảnh vật núi rừng đàn chim hợp sướng lá cây nhẹ lay động suối róc rách tất cả đều đơn giản nhưng thật tươi đẹp từ từ khẽ mở mắt năm ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng gảy trên dây cầm từng ngón tay như phát ra những âm thanh tuyệt vời khúc đàn hoàn nàng mở mắt nhìn về bọn họ đang kinh ngạc không thôi khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đúng vậy Nàng thượng Quan Vãn Thanh, mặc dù không phải loại người tranh giành áp lợi nhưng cũng không phải người mà kẻ khác có thể xem nhẹ được. Chỉ cần nàng toàn ý, không có chuyện gì mà nàng không làm được, một tay đánh đàn thôi, kỳ thật tiếng đàn ở đây không có kỹ xảo thuần thục gì cả, bởi là người đánh đàn rót tình cảm vào khúc đàn, chỉ có khúc nhạc mang theo tình cảm mới có thể cảm động bản thân, cảm động người khác. Chỉ là không nghĩ tới, nàng vừa nhìn ra thì thấy bên người không chỉ có Phượng cô Trung Nguyệt Nhi cùng Hồng Thư mà cả mộ dung kiềm và tà phong không biết đã tới từ khi nào. Trên mặt mấy người đủ loại cảm xúc, từ sợ hãi lẫn vui mừng. Trên mặt tà phong không chút che giấu cảm xúc, phấn khích bước tới, vãn thanh, không nghĩ tài đánh đàn của người lại xuất thần như thế, một tay cũng có thể đánh đàn, ta lớn như vậy còn chưa bao giờ được thấy qua. Khúc đàn thật tuyệt vời khiến ta say mê. Vãn thanh nghe được lời của hắn, khóe miệng khẽ cười. Mộ Dung Kiềm cũng tiếp lời, Phượng Thiếu Phu Nhân tài đánh đàn có thể nói là thán phục hậu thế nhân, một tay đánh đàn này chỉ có thể là độc nhất, trở thành nhạc gia nhất phái. Đúng là, tài nữ nhất định tài nữ, xuất thủ bất phàm, làm cho người ta thán phục không thôi ha. Chu Nguyệt Nhi cũng cười rào hoạt ôn nhu nói. Trong nụ cười cứng ngắc này, nàng ta vẫn không nghĩ ra, thượng quan vãn thanh còn có chiêu này, nàng trước giờ mới nghe qua lần đầu, trước giờ chưa từng thấy ai mộ tay đánh đàn thế mà vãn thanh lại có thể đàn hay đến thế vốn định châm chọc nàng một phen không ngờ lại càng làm cho danh tiếng nàng rực rỡ hơn chu nguyệt nhi nổi giận nhưng không thể phát tiết trước mặt người khác chỉ có thể nuốt giận xuống bụng còn giả vờ tán thưởng còn phượng cô chỉ nhìn nàng bí hiểm không nói được lời nào vãn thanh nghĩ bụng không muốn lưu lại lâu vì vậy đứng lên vãn thanh tài mọn mọi người chê cười rồi đang muốn bước đi chợt thấy chu nguyệt nhi cố ý nói Phượng thiếu phu nhân rất kỳ quái, chẳng nghĩ người trước kia từng đánh đàn một tay rồi sao? Nếu không thế nào có thể làm được thế? Hơn nữa khúc đàn kia không phải là tạm thời cao hứng a? Vãn Thanh cười một tiếng, lợi hại đối đáp, trước giờ ta chưa từng có đàn qua, không phải có câu này rất hay sao? Thư Trung Tử có hoàng kim ốc, thư Trung Tử có nhan như ngọc, câu này đã một lần nói qua, là trong sách có ngọc, nhưng theo ta thì thư Trung Tử có hộp nữ trang, khúc đàn kia là ta học từ thư Trung mà ra học từ sách mà ra. Thư Trung, Chu Nguyệt Nhi lại hỏi, Thư Trung có điều này sao, ta chưa bao giờ nghe qua. Vãn Thành đã bắt đầu khó chịu, vì sao Chu Nguyệt Nhi này? Nhất định không chịu bỏ qua, lặp đi lặp lại gây khó dễ cho nàng. Chia tay tình thánh, nàng nói. Chia tay tình thánh, Chu Nguyệt Nhi nghe xong kinh ngạc mở to đôi mắt diễm lệ, có điểm muốn hỏi, thanh âm đột nhiên cao lên. Đúng, vãn thanh lạnh lùng thản nhiên trả lời không cần phải nói cũng biết Nguyệt Nhi chơi kiều đàn gì. Sách chia tay tình thánh là quyền nói về tình yêu sâu đậm của quý tộc danh môn, tình cảm ngang trái, trong sách có chuyện có một số người tự coi mình hơn người khác, là loại người không đủ tư cách nói người khác. Nàng ta rõ ràng hiểu nhưng không dám làm to chuyện, nhưng thượng quan vãn thanh không sợ, nàng dám nói ra, không sợ chúng nhân cười nhạo. Giả sử nào lại thế? Giả sử viết lại những chuyện thực trong nhân gian. Không phải, nàng ta giả vờ ngây thơ, tỏ vẻ ê lệ, muốn nói lại thôi. Vãn thanh trên đà lại cười tiếp lời, đích thực là giã sử. Ngươi, ngươi, như thế nào? Chu Nguyệt Nhi hỏi. Không có gì, chỉ cần là sách, ta liền xem. Vãn thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt một vẻ thản nhiên không hề chút xấu hổ nào. Nhưng sách này bên trong, sách này bên trong có chân tình chân ái, trí tình trí nghĩa, tình trên thế gian vãn thanh tiếp lời nói nghĩ một chút lại nói thêm trong mắt ta đọc những sách này so với việc phải tiếp xúc với những lời dối trá của một số kẻ vẫn còn tốt hơn nhiều nói xong ánh mắt vẫn như còn điều gì suy nghĩ vẫn nhìn chu nguyệt nhi trên mặt nàng là nụ cười lạnh nhạt là phải chu nguyệt nhi có chút ngượng ngùng nhưng nàng ta vẫn duy trì được vẻ hoàn mỹ hai má giả vờ ửng hồng sau đó khe cúi đầu xuống chẳng lẽ không đúng sao vãn thanh hỏi ngược lại cho tới bây giờ nàng nhất định không để cho kẻ miệng lưỡi rào hoạt này lấn át, bàn về võ công nàng không bằng người, nói về diện mạo nàng cũng không bằng người, nhưng về võ văn thì nàng cũng là cao thủ. Trước đến giờ nàng không cùng người khác tranh luận bao giờ, không phải vì nàng không có thiện tài ăn nói chẳng qua do không muốn tranh cãi. Mà Chu Nguyệt Nhi, muốn bức nàng, nếu nàng càng nhượng càng khiến nàng ta gia tăng ngạo khí mà thôi. Nói xong liền thi lễ, nhân lúc bọn họ còn chưa nghĩ ra cách đối ứng khẽ cười nói, ta còn chưa dùng điểm tâm, lúc này bụng thập phần khó chịu, xin phép đi dùng bữa trước, thứ lỗi không tiếp các vị được. Dứt lời thân thể di chuyển, làn váy xòe rộng như đóa hoa, bước đi nhẹ nhàng, sợ rằng Phượng cô phen này lại khiến nàng gặp khó khăn. Nàng có cảm giác kỳ lạ, vì sao từ khi mới bắt đầu, Phượng cô không có vì Chu Nguyệt Nhi nói một câu? Không thể giải thích được điều này. Chương 57, tại sao buông tay? Thất thân làm thiếp nàng còn tưởng rằng Phượng Cô mới thay tâm đổi tính. Mới ăn được nửa bữa sáng, thấy Phượng Cô đi đến, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Ánh mắt như rắn, nhìn nàng chăm chú, làm miếng bánh bao nàng đang ăn nghẹn lại ở cổ. Cầm cốc nước lên uống, mới miễn cưỡng đưa được miếng bánh bao xuống. ngẩng đầu nhìn phía hắn. Nàng dùng thần sắc lãnh thanh nói chuyện bằng giọng uyển chuyển có lễ, ra tìm thiếp thân có chuyện gì sao. Hắn không nói lời nào, vươn tay ra, để lại trên mặt nàng một cái tát. Nhanh đến mức muốn tránh cũng không được, chỉ nghe, ba, một tiếng, ngay sau đó má vãn thanh bỏng rát. Trong miệng nóng ran, có vị ngọt ngọt, nàng đưa tay lau khóe miệng. Trên tay áo là vệt hồng trói mắt, phượng cô thật áp độc, một trường này, dùng không ít sức. Nàng vẫn cố nén, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt có một tia kiên trì bất khuất, khóe miệng cong thành một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, rồi sau đó chào phúng nói, thanh âm trong trèo lạnh lùng như ngưng xương kết băng, ra đột nhiên tát một cái, khiến thiếp thân rất là khó hiểu. Thiếp thân nếu như có chỗ nào không đúng, ra ngay cả muốn thiếp thân chết, thiếp thân cũng sẽ không nói hai lời, nhưng lại vô duyên vô cớ tát một cái, khiến thiếp thân quá mức hoan uổng. Người không biết người không đúng chỗ nào, Phượng cô âm ngoan nói, Phượng nhãn híp lại, những tia tức giận bắn thẳng về phía nàng. Trái tim vãn thanh hiểu rõ, hắn đánh nàng, đơn giản là vì Chu Nguyệt Nhi thôi, nhưng tại sao lúc nãy không tức giận, bây giờ lại tức được như thế? Cố ý dùng thái độ cứng rắn, ngữ khí trong trèo lạnh lùng nói, thiếp thân tự nhận mình không có chỗ nào không đúng. Không có chỗ nào không đúng, xem ra người quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mình làm cái gì cũng không biết, hắn cả giận nói. Hồng Thư đứng một bên thấy chuyện căng thẳng, vì vậy nhỏ giọng khuyên, ra. Ngoặc kép, Phượng cô chừng con mắt lãnh khóc nhìn Hồng Thư, không phải chuyện ngươi trông coi thì tốt nhất đừng nhúng tay vào. Vâng, Hồng Thư thấy sắc mặt hắn xanh mét, không thể làm gì khác hơn là lui xuống, không dám mở miệng nữa. Vãn thanh chứng thật là không biết đã không đúng chỗ nào. Nàng tiếp tục nói, trong mắt của hắn có lẽ là trách nhiệm, nhưng trong mắt của nàng, căn bản không có trách nhiệm. Có lẽ ý là Phượng cô tự hắn muốn có trách nhiệm với Nguyệt Nhi, chứ Vãn thanh cảm thấy mình không cần phải có trách nhiệm với Nguyệt Nhi vừa nãy ngươi nói chuyện với Nguyệt Nhi bằng cái thái độ gì? Hắn quát, vãn thanh cũng cười một tiếng, tuyệt mỹ mà chào phúng nhìn hắn, vậy theo ra ta cần phải nói chuyện với nàng bằng thái độ gì? Nhân tiện, nếu cảm thấy không đúng, tại sao ra không nói ra ngay lúc đấy? Phượng cô vừa nghe, liền tức giận nói, nếu không có Nguyệt Nhi yêu cầu ta không được làm khó dễ ngươi thêm lần nữa, ngươi cho là cánh tay của ngươi còn đến lúc này sao? Ta cho ngươi biết, không cho phép vô lễ thêm một lần nữa với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lại một lần vì ngươi cầu tình, một nữ tử thiện lương như thế, ngươi lại còn làm khó dễ nàng, không cho nàng một sắc mặt tốt. Còn nói cái gì tài nữ, ngươi đọc sách mà vẫn không biết chút lễ tiết nào sao. Hắn căm phẫn nói, nói những câu có vẻ rất đạo lý thông thường. Đột nhiên, nàng phảng phất như trở thành một người đàn bà tranh chua, tranh chua đến mức người khác nhìn thấy là sắc mặt không tốt. Có lẽ trước đây, nàng cảm giác ủy khuất, cảm giác có sự không công bằng, nhưng trải qua một số chuyện, nàng không còn hy vọng xa vời Phượng Cô sẽ trở nên lý trí. Vào lúc này nàng chỉ cảm thấy Phượng Cô thật đáng cười, một nữ tử như Chu Nguyệt Nhi, hắn lại không thể nhìn ra bản chất, còn dùng những từ như thiện lương, hồn nhiên để hình dung nàng ấy. Khó trách người ta nói, nếu nói không lại, chi bằng không nói nữa. Xem ra, hắn đã bị dáng vẻ kia đánh lừa, vẫn coi Nguyệt Nhi như nữ thần nhưng hắn cũng không dám nghĩ, Chu Nguyệt Nhi có từng quý trọng hắn như vậy. Ra cảm giác được thiếp thân không biết chút lễ tiết nào, không tán thưởng sao. Nàng chậm rãi hỏi, trên mặt vẫn bình tĩnh không chút sao động. Phượng cô hung hăng trợn mắt nhìn nàng. Vãn thanh lại nói tiếp, ra cảm thấy thiếp thân không biết lễ tiết, không tán thưởng, thiếp thân lại cảm thấy ra có mắt như không, đen trắng chẳng nhìn ra, thiện ác không phân biệt. Người nói cái gì? Phượng cô không ngờ vãn thanh dám phản bác hắn, tức giận đưa tay bóp cổ nàng, hung tợn hỏi han. Bất quá chỉ là một nữ tử mà thôi, dù cho nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đã là vợ kẻ khác, huống hồ, không có kỳ biểu, mình không biết cái này bên trong thối giữa thôi. Hắn không cho nàng nói, nàng ngược lại càng phải nói. Người muốn chết sao, tay Phượng cô càng thêm lực lên cổ nàng. Ra, ra, bất quá, bất quá là không, không muốn đối mặt bản thân bản thân, thôi, ra sinh ý kỳ tài, mắt nhìn người, nhìn, người, làm, sao, có thể không ra, đen trắng tiện ác, tay của hắn thêm lực, khiến vãn thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, vô phương hô hấp, máu như ngừng lưu thông, mặt cũng đỏ bừng. Nhưng vẫn giờ đôi mắt sáng người nhìn hắn, gian nan nói từng chữ. Ngay cả phải chết, nàng cũng muốn nói rõ mọi chuyện. Hồng Thư nhìn mà không thể làm gì, vội vàng nói, ra, ngài không thể giết nhị phu nhân giết nàng rồi trở về phải ăn nói làm sao với lão thái thái đây nói lời này hồng thư cũng biết sẽ không có tác dụng gì nhưng nàng không nghĩ ra cớ gì khác nếu muốn nàng dùng sức võ công của nàng không bằng một nửa da căn bản vô phương cứu nhị phu nhân từ tay ra nhưng không ngờ phượng cô nghe xong lời này thật sự buông tay xoay người đi ra ngoài lưu lại vãn thanh ngồi đó thở dồn dập từng hồi hồng thư vội vàng tiến lên đỡ nàng nhị phu nhân, ngài có việc gì không? Vãn thanh lắc đầu, nhìn về bóng lưng vừa rời đi của hắn, vào lúc đó, nàng cho là nàng thật sự sẽ phải chết, không rõ vì sao hắn đột nhiên buông lòng tay ra. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 58, song ngụy đối thoại. Thất thân làm thiếp, lục thủy đình, mọi người đã đi khỏi, chỉ còn lại có mộ dung kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi ở đó. Hai người nhìn cùng một hướng, Chu Nguyệt Nhi ngồi bên cây đàn, nhưng không đánh đàn, ánh mắt mông lung không thể nắm bắt, mộ dung kiềm ngồi cạnh nàng, ánh mắt nhìn về ao sen. Đang là đầu tháng tư, sau một mùa đông giá lạnh, hoa sen bắt đầu nhô lên khỏi bùn, lá xanh mơn mờn vô cùng vui mắt. Ba cái đoạn tà cảnh này bạn Nhi rất rốt, nếu đọc thấy ngang mong mọi người bỏ qua hộ. Nước ao rất trong, thêm màu xanh của lá sen, như ngọc phỉ thúy, đẹp mê người. Hắn có thể tưởng tượng ra, sau ba tháng nữa, ngồi trong lục thủy đình, sẽ có hương sen thanh khiết, mang theo khí thức thanh tân của nước ao tràn vào mũi. Nhắm mắt lại, như thể mình đang ngồi giữa một đóa sen, hoa sen tiên tử, dẫm lên một đóa sen khác, lăng ba vi bộ, tiểu vũ hồng trần. Tiên tử đấy, tiên tử đang hiện lên trong đầu óc hắn. Không ngờ được, lại có vẻ ngoài giống hệt thượng quan vãn thanh, ánh mắt nhàn tuệ mang theo vài phần cuột cường. Không tìm được cười một tiếng, thật buồn cười, tại sao hắn lại nhớ đến nàng? Nhưng nghĩ kỹ thì thấy rất hợp lý, cô gái kia thật sự là giống như hoa sen, trong trèo lạnh lùng kiêu ngạo, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, luôn thanh thanh nhàn nhạt, nhạt như bản thân vốn vậy. Tuy là lạnh nhạt xử sự, sự, nhưng hết lần này tới lần khác thể hiện được sự bất khuất của bản thân. Nhìn thì nhu nhược, hết lần này tới lần khác lại quật cường ương ngạnh, dù cho là kẻ xuống tay nhẫn tâm như phượng cô, cũng phải bất động mấy lần. Nhớ đến lúc bị bẻ gãy tay, nàng cố nén đau không kêu một tiếng ánh mắt cứng rắn môi cắn chặt gương mặt cuột cường khiến cho người ta không thể nào quên được một lúc sau định thần lại nhìn sang nguyệt nhi thanh âm không có một chút ôn hòa lành lạnh phun ra tình cũ không rủ cũng tới chu nguyệt nhi đưa tay về phía cây đàn lơ đắng gầy một dây đàn âm thanh đinh vang lên thanh âm của nàng nhu nhược mềm mại cái gì là tình cũ không rủ cũng tới người đang nói cái gì ta không hiểu có phải hôm nay nhìn thấy phượng cô quyền lực như vậy trong lòng thầm cảm thấy hối hận hắn hỏi trong lúc vô tình nhìn về phía ao sen phu quân nói những lời này ta nghe không hiểu ta đã là người của ngươi còn có thể như thế nào chứ phu quân đã quá đa nghi rồi không phải là đang ghen chứ nàng nhẹ nhàng cười một tiếng thanh âm trong veo hồn nhiên như thể thật sự không biết gì mộ dung kiềm tựa vào cây cột cười một tiếng rồi sau đó nhìn nàng, ngươi nhìn ta giống như đang phát ghen sao? Ta nhìn thấy ngươi đang ghen tị, Chu Nguyệt Nhi khẽ cười nói. Sao, mộ dung kiềm nhẹ nhàng, sao, một tiếng, rồi cười còn to hơn trước, đột nhiên đứng lên, tay phụ vô bối, kết luận nói, ngươi biết ta không ghen. Chu Nguyệt Nhi trơ mắt nhìn hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhất định phải nói như vậy thì mới vừa lòng sao. Ta chỉ không muốn ngươi cứ một mực lừa mình dối người thôi, chúng ta là cùng một loại người, không phải là loại người dễ dàng bộc lộ tình cảm với kẻ khác. Hơn nữa, chúng ta cũng không có thời gian biểu lộ tình cảm. Ta có mục đích của ta, ngươi có mục đích của ngươi, lợi dụng lẫn nhau thôi. Ban đầu ngươi lựa chọn ta, cũng không phải vì vậy, kỳ thật ngươi cũng biết, nếu lúc đấy ngươi chọn ở lại bên phượng cô, thời gian lâu dần, sự ngụy trang của ngươi sẽ bộc lộ sơ hở, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ hận ngươi thấu xương. Hắn nặng nề nói, mộ dung kiềm. Chu Nguyệt Nhi oán hận nói, ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, hoàn toàn không còn nữa thanh âm mềm mại ngày thường. "Chú ý hình tượng của ngươi, tai vách mạch rừng." Trước lửa giận của Nguyệt Nhi, Mộ Dung Kiềm chỉ bình tĩnh nhìn nàng, rồi sau đó nhắc nhở. "Không chọc giận ta thì ngươi nhất định không thấy vui sao?" Nguyệt Nhi nhỏ giọng quát, mắt chăm chú nhìn Mộ Dung Kiềm. "Có phải ngươi đang hối hận với sự lựa chọn lúc ấy?" Hắn bình tĩnh hỏi ta rất hối hận, lúc đấy nhất định là ta có mắt như mù mới tin chuyện ma quỷ của ngươi, mới có thể bỏ phượng cô mà gả cho ngươi. Chu Nguyệt Nhi gầm lên, cặp mắt to trong veo như nước lúc này lộ vẻ hận ý. Ta cũng biết là ngươi hối hận, mộ dung kiềm khẽ cười nói, trong mắt lộ ra chút ngoan ý, nhưng ngươi hối hận thì cũng đã quá muộn, ván đã đóng thuyền, cả đời này, ngươi đừng mong còn có thể ở cùng một chỗ với hắn. Thế tử của minh chủ võ lâm này, đừng hy vọng có thể tái giá với kẻ khác. Mộ Dung Kiềm, Chu Nguyệt Nhi quát, ta hận ngươi. Mộ Dung Kiềm chỉ giơ ngón trỏ, lắc lắc trước mặt nàng, không không không. Người ngươi cần phải hận chính là bản thân ngươi, bởi vì ngươi dối trá, bởi vì ngươi tham mộ hư vinh, cho nên ngươi bỏ phượng cô mà chọn ta, cho nên mới có hôm nay. Tất cả mọi chuyện không liên quan đến bất kỳ kẻ nào khác. Chu Nguyệt Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì tức, nhưng không thể phản bác một lời nào, mộ dung kiềm này quá nham hiểm, luôn có thể dễ dàng nắm được chỗ yếu của người khác. Là ban đầu nàng nhìn chúng địa vị võ lâm minh chủ của hắn cũng sợ thời gian dài sẽ khiến sự ngụy trang của bản thân bị lộ ra sơ hở trước mặt phượng cô. Bởi vì thứ phượng cô thích chính là sự thiện lương hồn nhiên của nàng, nhưng nàng tuyệt không thiện lương, tuyệt không hồn nhiên. Nàng đóng kịch mãi mệt mỏi quá, nhưng nàng thực sự thích phượng cô. Nếu không phải lúc đấy mộ dung kiềm quấy dày cuộc sống của nàng, nàng làm sao có thể bỏ phượng cô mà chọn hắn? Mộ Dung Kiềm nhìn nàng tức giận đến bốc khói đỉnh đầu, ngón tay nhẹ nhàng phất qua, Phiêu Hốt nói nhỏ bên tai nàng, ta mặc kệ ngươi làm cách nào câu dẫn hắn, chỉ cần không làm mất mặt ta, chỉ cần không làm hỏng kế hoạch của ta, những chuyện khác ta đều có thể mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy gì. Nói xong cười một tiếng bước dài ra khỏi Lục Thủy Đình. Chương 59: Câu dẫn. Thất thân làm thiếp. Sau khi Phượng Cô đi ra khỏi Tây Sương phòng, sắc mặt hắn tối đen như than làm mấy người thị vệ đi sau không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ chọc vào cơn giận của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được thập phần tâm phiền ý loạn, không rõ bản thân đến tột cùng là ra làm sao, thời gian gần đây, hắn hành xử càng ngày càng mất quy tắc. Lúc tay hắn bóp cổ thượng quan vãn, hắn buông ra không phải vì hùng thư nhắc đến lão thái thái, chỉ cần là chuyện hắn quyết tâm làm, phía lão thái thái hắn đương nhiên là có cách giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn đột nhiên sinh ra chút tâm tính, Dĩ nhiên không đành lòng giết nàng. Cánh tay, dĩ nhiên không đành lòng dùng sức, nhất là khi nàng dùng đôi mắt trong trẻo mà quật cường nhìn hắn chăm chú, hắn càng có cảm giác bối rối mà vô lực. Đây chính xác là chuyện 4 năm qua chưa từng phát sinh ra. 4 năm này, hắn đã học được lòng dạ sắt đá, tâm ngoan như hổ, độc ác như xà, đối với kẻ khác cũng không nhân từ nương tay, quyết không dây dưa cùng Phượng cô có trái tim lương thiện nữa. Nhưng khi đối mặt với Thượng quan Vãn Thanh, những điều hắn đã học lại mất hiệu quả hắn ngầm bực tức đây đã là lần thứ mấy hắn đối với nàng xuống tay lưu tình kỳ thật rất nhiều lần nàng chọc giận hắn hắn thật sự muốn giết nàng nhưng lại luôn không thể hạ quyết tâm hắn càng quyết tâm xuống tay tâm trạng lại càng mất kiểm soát liền bản thân hắn cũng hồ đồ đến tột cùng hắn đối với thượng quan vãn thanh là như thế nào chẳng lẽ là yêu trong lòng đột nhiên nảy lên ý nghĩ này hắn ngay lập tức tìm cách quên không có khả năng người hắn thích là nguyệt nhi là nữ tử mỹ lệ mà lại hồn nhiên thiện lương cho dù nàng đã làm vợ kẻ khác hắn cũng không buông tay có lẽ là thưởng thức hắn hưởng thức nàng trong nhu có cương nàng kiên trì quật cường nàng đa tài đa nghệ cũng không khoe khoang khiến hắn phải trầm trồ phượng cô thành âm mềm mại hồn nhiên của chu nguyệt nhi phá tan suy nghĩ của hắn phượng cô tìm nhìn theo hướng có tiếng gọi thấy Nguyệt Nhi một thân diễm lệ đứng gián tán cây tùng, tay cầm một bông đỗ quyên màu đỏ mới hái, hoa tuy đẹp nhưng người còn đẹp hơn hoa. hắn cười một tiếng, dẹp nghi vấn trong lòng sang một bên, đi về phía Nguyệt Nhi. Tại sao lại đứng ở đây? Ta thấy đỗ quyên nở ra đẹp, vì vậy muốn hái một bông. vừa nói vừa dơ bông đỗ quyên đỏ trong tay lên, phản chiếu trong con mắt của phượng cô là nụ cười mềm mại đáng yêu hồn nhiên mà Nguyệt Nhi đã trình diễn đến hàng trăm hàng nghìn lần, người thấy bông hoa này có đẹp không? Bàn tay ngọc ngà trắng như tuyết cầm một đóa đỗ quyên đỏ tươi, trên mặt là nụ cười hồn nhiên mà mềm mại đáng yêu, dưới ánh mặt trời rực rỡ nàng như mộng như ảo, phượng cô ngây cả người, phảng phất nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp nàng còn ở bên hắn 4 năm về trước. Đẹp, hắn nói, cài giúp ta, Chu Nguyệt Nhi xinh đẹp nói, vừa nói vừa đưa bông hoa cho hắn. Phượng cô đưa tay cầm, cũng không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay trắng nõn mềm mại của Chu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lướt qua hắn. Chu Nguyệt Nhi khẽ nghiêng đầu để Phượng cô cài bông hoa lên tóc. Trên nửa bên nghiêng của gương mặt đẹp khuynh thanh là một nụ cười đắc ý khẽ nhếch đối với mị lực của bản thân, nàng cho tới bây giờ vẫn vô cùng tự tin, một cái nhíu mày, một nụ cười, tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng tự tin có nắm bắt và giam cầm trái tim của Phượng cô. Mộ Dung Kiềm là một con người vô tâm vô phế, không tim không phổi thứ mà hắn quan tâm chỉ có danh cùng lợi, nàng không muốn tiếp tục ở bên hắn, nàng hối hận, hối hận đến đứt cả ruột gan. Phương pháp duy nhất vào lúc này, chỉ có bắt lấy trái tim của Phượng Cô, nàng cảm giác được thượng quan vãn thanh quá nguy hiểm, cho dù nàng ấy không có dung mạo mỹ lệ như nàng, nhưng nàng ấy đa tài đa nghệ, hơn nữa trên người còn có loại khí chất trong nhu có cương cùng lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng, khiến nam nhân bất chi bất giác mà yêu thích nàng ấy mà nàng nhất định phải nhân lúc trái tim phượng cô chưa trao cho vãn thanh mà nắm bắt lấy. Mặc dù mộ dung kiềm sẽ không dễ dàng để cho nàng về bên phượng cô, nhưng lấy thế lực hiện nay của phượng cô, muốn đối kháng với mộ dung kiềm cũng vẫn thừa thải. Nàng chỉ cần thời cơ thích hợp, thể hiện tâm ý của mình với phượng cô, để phượng cô biết nàng không thích mộ dung kiềm mà thích hắn là được. Chu Nguyệt Nhi xinh đẹp, vẻ đẹp khuynh thành là điều không thể phủ nhận, bông hoa đỗ quyên cài trên đầu nàng, khiến nàng giống như tiên nữ, đẹp không bút nào tả xiết. Rời ơi, sao tôi ghét văn tả cảnh tả người thế hả rời ti ti. Nàng nhìn Phượng cô, gương mặt đang mừng rỡ đột nhiên chuyển vài phần sầu tư, ngôn ngữ yếu ớt Phượng cô. Ban đầu, ban đầu, ngoặc kép, ban đầu làm sao vậy? Nghe Nguyệt Nhi đột nhiên đề cập đến chuyện ban đầu, Phượng cô vội hỏi. Ban đầu, ban đầu là Nguyệt Nhi phụ ngươi, nhưng, nhưng, không phải là trái tim Nguyệt Nhi thực sự nghĩ thế. Chu Nguyệt Nhi trong lời nói ẩn chứa sự tình bi thương, vừa nói nước mắt rơi như mưa. Phượng cô vừa nghe, nhớ mày, hỏi, ban đầu không phải là trái tim ngươi muốn làm vậy. Đúng thế, nhưng việc đã đến nước này, có nói những lời này liệu còn có tác dụng gì chứ? Bất quá cũng chỉ làm ngươi thêm đau lòng thôi, chẳng phải ngươi vẫn nghĩ là ta đối với ngươi chưa từng động tâm. Chu Nguyệt Nhi mềm nhũn nói, thanh âm càng thống thiết khổ sở, vừa nhu vừa khuất, quả nhiên là diễn xuất nhiều nên thành thạo. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên xoay người, phu quân của ta đang đợi ta. Ta đi trước, nói xong liền đi thật, không ở lại dây dưa lằng nhằng với Phượng cô nữa. Có lẽ đây nhưng chỗ cao minh của nàng, muốn nói lại thôi, không trực tiếp cho thấy ban đầu trái tim của nàng nghĩ cái gì, lại lưu lại cảm giác mơ hồ rằng lúc đấy nàng bị ép buộc. Về phía Phượng cô, nhất định hắn sẽ cho rằng nàng bị ép buộc, hơn nữa là bị ép buộc một cách rất không minh bạch. Chương 60, gặp nạn khất thân làm thiếp. Sau giờ ngỏ, Phượng Cô mang theo một đoàn người đi thị sát sản nghiệp. Tuy nói là đi thị sát sản nghiệp, kỳ thật chủ yếu là đi thám thính một ít về võ lâm đại hội lần này. Bởi vì nghe hồng Thư nói, ở đây, sản nghiệp của Phượng ra chỉ có hai khách sạn mà thôi. Còn người Phượng Cô, làm sao có thể chỉ vì hai khách sạn mà đích thân thị sát, huống hồ nghe nói hai khách sạn này là nơi làm ăn phát đạt nhất của chiến thành. Nhưng, Vãn Thành đã đoán sai một chỗ, Phượng cô vốn dĩ đúng thật là dự định tìm hiểu tin tức về võ lâm đại hội, nhưng hắn còn muốn làm thêm một chuyện, đó là điều tra sau khi kết hôn, quan hệ của mộ dung kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi như thế nào. Hắn đi cũng tốt, nàng không cần sợ bị hắn giết hại, vãn thanh khẽ thở dài, không khỏi khen ngợi bản thân, sức chịu đựng của bản thân thật đúng là càng ngày càng tốt, với những lời nói độc ác của hắn, những hành động vũ phu của hắn, nàng vẫn có thể tiếp nhận từng việc từng việc một, nhưng lại vẫn thể hiện được ý chí quật cường của bản thân đối mặt với thương tổn nàng càng ngày càng thản nhiên trước kia trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy thập phần ủy khuất nhưng nàng dần dần kiên trì hơn không hề vì loại người như hắn mà gục ngã nàng vô phương ngăn cản hắn đánh trời nàng nhưng ít nhất nàng phải bảo vệ được trái tim của nàng không thể để sự tự trọng này vì hắn mà thương tổn nàng chỉ cần nghĩ là bị cho dại cắn trong lòng liền thoải mái rất nhiều hồng thư nghe được vãn thanh thở dài đứng ở phía sau, cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, nhị phu nhân. Nô tỳ thay ra xin lỗi người, trừ, ra một câu này, nàng đúng là không nghĩ ra được câu gì khác để nói. Trong mắt của Hồng Thư, ra tôn quý như thánh thần, nhưng nhìn ra thương tổn nhị phu nhân như thế, lòng của nàng bắt đầu dao động. Nàng không rõ, tại vì sao ra lại có thể tàn bạo như thế. Trước kia, hắn đánh người bị thương hay thậm chí là giết người, trong mắt nàng, những kẻ đó đương nhiên đáng chết nhưng nhị phu nhân là con người thanh khiết thiện lương như vậy hắn vì sao cũng muốn thương tổn nhị phu nhân chuyện này không liên quan đến ngươi ngươi cần gì phải nói xin lỗi vãn thanh quay đầu cười nhạt nàng biết hồng thư trong lòng nhất định là rất khó chịu muốn nàng phải chọn giữa bản thân chỉ vãn thanh với phượng cô đúng thật là đã làm khó nàng nô tì nô tì hồng thư nhìn vãn thanh nghe được câu này của vãn thanh trong lòng càng áy náy nhưng hồng thư hết lần này đến lần khác ngoài ấy nấy thì không thể làm được gì khác không được nàng nhất định phải nghĩ biện pháp khiến gia cảm nhận được rằng nhị phu nhân thật là tốt hồng thư cô nương lúc này một tiểu tỳ nữ đứng ở cửa khẽ gọi hồng thư hồng thư quay đầu lại có điểm không rõ vẻ mặt ấy nấy bỗng trở nên lãnh liệt vô cùng con người nàng từ trước đến giờ vẫn sắc bén như vật hơn nữa đối với người của mộ dung gia nàng một điểm hào cảm cũng không có đương nhiên là không lộ ra vẻ mặt tốt với họ chuyện gì phu nhân nhà ta có lời mời tiểu tỷ nói phu nhân nhà ngươi tìm ta hồng thư có điểm không giải thích được không rõ chu nguyệt nhi tìm nàng có chuyện gì nàng cùng chu nguyệt nhi chưa bao giờ có quan hệ với nhau nô tỳ không rõ ràng lắm phu nhân chỉ sai nô tỳ đến đây thỉnh hồng thư cô nương ngoài ra không nói bất cứ cái gì nữa tiểu tỷ nói hồng thư có chút không rõ tình huống lại sợ Vãn Thanh hiểu lầm nàng cùng Chu Nguyệt Nhi có liên hệ, vì vậy đang muốn chối từ, lại nghe Vãn Thanh nói, nếu nàng mời đi, người cứ đi một chuyến đi. Ta ở đây không sao. Vãn Thanh thừa biết tính tình Phượng Cô, nếu để cho hắn biết Chu Nguyệt Nhi thỉnh Hồng Thư đi mà Hồng Thư không đi, chỉ sợ là hắn muốn trừng phạt Hồng Thư. Cái, này, Hồng Thư có chút khó khăn, nhưng suy nghĩ một chút cũng đáp, được rồi. Nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Hồng Thư vừa đi không lâu, Vãn Thanh liền tựa vào cửa sổ đọc sách cho đỡ buồn, lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân, hơn nữa thanh âm thương xúc, trong tây xương phòng chỉ có một người khách là nàng, như thế nào còn có những người khác, hơn nữa lại là từ phía hậu viện đi tới. Nàng nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy một nam tử thanh tú đang đi thẳng về phía nàng, trong ánh mắt mang theo tính toán cùng tả ác, nàng cảm giác được tình huống thập phần không ổn, muốn gọi người đến giúp. Nam tử kia động tác còn nhanh hơn, tiến lên một cái, liền điểm trúng huyệt nói của nàng, khiến nàng vô phương mở miệng. Rồi sau đó khiêm nàng lên vai, hướng về hậu viện chạy đi, phi thân lên xuống, nhìn ra được hắn vô cùng quen thuộc với địa hình của mộ dung sơn trang, hắn dễ dàng tránh né những chỗ có người, không lâu sau đã đem nàng mang ra khỏi mộ dung sơn trang. Lần trước khi cả phong bắt cóc nàng, nàng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bộ dáng của hắn vừa nhìn thì biết không phải là ác nhân, nhưng nam tử trước mắt này, mặc dù vẻ ngoài thanh tú, nhưng sự tà ác trong mắt làm cho người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nàng không thể cử động cũng không thể mở miệng, chỉ có thể để mặc hắn khiên nàng, rốt cục đi tới phía một căn miếu hoang sau núi thì ngừng lại. Bước vào trong miếu, hắn liền vứt vãn thanh lên đống cỏ, rồi sau đó cười một nụ cười dâm đãng hoàn toàn không có chút hảo ý nào. Vãn thanh không thể nói cũng không thể cử động, chỉ có thể chừng mắt nhìn hắn, nhưng người nọ không thèm để ý tới, chỉ cười một cách vô cùng thoải mái. Bàn tay đê tiện nâng cầm vãn thanh lên, rồi sau đó thở dài nói, lớn lên cũng không tệ. Còn là tài nữ, gia ta còn chưa từng đè lên tài nữ. Không biết đè lên tài nữ này sẽ có tư vị thế nào. Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn